Mày nấu cái gì mà nấu tối ngày vậy hả? Bếp ga vừa mới thay, nấu cái gì nó hoài vậy hả? Mà tiền ga tháng nào cũng lên á. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình mua sắm trên truyền hình AZ Shop. Thưa quý vị, bếp luôn là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Bởi vì với chiếc bếp thì chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình nữa. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị một giải pháp, đó chính là bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Richman. Kính thưa quý vị, và khi chúng ta sử dụng bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Richman thì có thể là tiện dụng hơn so với bếp ga thông thường. Bởi vì có hai chức năng, đó chính là nấu và hong. Bên cạnh đó thì đối với bếp ga hồng ngoại Richman thì có những tính năng ưu việt như: không có ngọn lửa dư thừa, không làm đen nồi, không sợ gió thổi tắt lửa, không tắt lửa khi nước trào và không có mùi ga độc hại. Quý vị thân mến, bếp ga hồng ngoại Richman là một sản phẩm vì người tiêu dùng, chất lượng tốt, giá cả tốt. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình 15 phút vàng, tất cả quý vị sẽ sở hữu bếp ga hồng ngoại Richman 2 đầu đốt với mức giá 1.590.000 đồng. Quý vị sẽ được giảm ngay 600.000 đồng và giá chỉ còn 990.000 đồng. Ngoài ra, tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo một bộ dây Vanga thật tuyệt vời, đúng không nào? Kính thưa quý vị, sản phẩm bếp ga hồng ngoại Richman được bảo hành lên đến 12 tháng, và do vậy chúng ta sẽ cùng an tâm về chất lượng của sản phẩm này. Chúng ta hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quay thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn biết thêm chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí vào tận nơi trên toàn quốc. Bếp ga hồng ngoại Richman, không ngọn lửa dư thừa, không có mùi ga độc hại, không sợ làm đen nồi, không sợ gió làm tắt bếp, không sợ nước tràn làm tắt bếp. Trong chương trình 15 phút vàng, tất cả quý vị sẽ sở hữu ngay bếp ga hồng ngoại Richman thay đồ đốt với mức giá 1.590.000 đồng, giảm ngay 600.000 đồng, giá chỉ còn 990.000 đồng, quà tặng hấp dẫn tặng ngay một bộ dây Vanga. Kính thưa quý vị, có hai tính năng ưu việt mà chúng tôi rất muốn giới thiệu với tất cả quý vị của bếp ga hồng ngoại Richman, đó chính là tính siêu tiết kiệm ga và siêu tiết kiệm thời gian. Quý vị thân mến, bếp ga hồng ngoại Richman của chúng ta được thiết kế với những hoa văn họa tiết hết sức trang nhã và hiện đại. Bề mặt kính thì được làm bằng kính cường lực, chịu được sức nặng lên tới 80 kg, thưa quý vị. Và ngoài ra thì với bề mặt kính như thế này thì giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh trong quá trình nấu, và những góc bếp của chúng ta thì đã được vạt bo tròn nên sẽ an toàn cho quý vị hơn và tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, và đây đó chính là phần kiện bếp. Chúng ta quan sát thấy rằng là kiện bếp của chúng ta sẽ gồm có 5 chân bếp. Và với kiện bếp thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là kiện bếp với 5 chân bếp có những hình răng cưa như thế này. Với kiện bếp có những hình răng cưa thì sẽ giúp cho sự va sát giữa phần đáy nồi và cũng như là phần kiện bếp diễn ra nó sẽ chắc chắn hơn. Và do vậy cùng một lúc chúng ta có thể đặt cả hai chiếc nồi to lên trên bếp ga hồng ngoại Richman. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đặt hai chiếc nồi lên và di chuyển thì có một sự chắc chắn nhất định, phải không nào? Và bên cạnh đó thì với bề mặt kính cường lực chịu được trọng lượng lên đến là 80 kg, do vậy trong cùng một lúc thì chúng ta có thể nấu cả hai chiếc nồi to, chuẩn bị rất là nhiều thức ăn cho các thành viên trong gia đình. Và ngay giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá những chi tiết tiếp theo nha. Phần bên dưới của phần kiện bếp sẽ có một mâm bếp. Thưa quý vị, với phần mâm bếp này thì sẽ ngăn cho trong quá trình mà chúng ta nấu ăn, lẽ như thức ăn và cũng như là nước có trào ra bên ngoài, thì với chiếc mâm bếp như thế này sẽ giúp cho thức ăn không bị thấm và cũng như là rớt vào bên trong của bếp, và do vậy chúng ta có thể là kéo dài được tuổi thọ của sản phẩm. Thưa quý vị, và phần bên dưới của phần mâm bếp đó chính là một ron cao su có hai tính năng. Một là nó sẽ có chức năng, đó chính là cách nhiệt giữa phần kiện bếp và phần mặt kính của bếp, và tính năng thứ hai nó đóng vai trò như là một cái máng để là ngăn không cho thức ăn và cũng như là nước thấm vào một phần bên trong của bếp. Và Minh Chí nè, thường thường bếp ga nhà chúng ta sau khi sử dụng một thời gian thì bộ khởi động của chúng ta sẽ không còn được nhạy nữa, đôi khi chúng ta phải bật đến 2 thậm chí là 3 lần thì bếp mới có thể cháy được. Nhưng đối với bếp ga hồng ngoại Richman thì có thể hoàn toàn yên tâm về điều đó. Vì sao nào? Vì bộ khởi động bếp Richman Magneto rất là nhạy, chỉ cần chúng ta khởi động một lần nhẹ nhàng như thế này thôi là chúng ta đã có được lửa rồi đó anh chị. Và như vậy là với công nghệ Magneto thì chúng ta chỉ cần một bật lửa thôi đã có ngọn lửa sẵn sàng cho quá trình nấu ăn. Thưa quý vị, vào phía bên dưới của bếp ga hồng ngoại Richman có một
tấm thép giúp cho ngăn cái ngọn lửa mồi nó không ảnh hưởng đến bề mặt kính bên trên, và đây là một trong những thiết kế rất là thông minh giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Và điều đặc biệt của chúng ta đó chính là ở thiết kế đầu đốt thưa quý vị. Đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Richman được thiết kế bằng gốm ceramic với đường kính lên tới 12cm và được chán một lớp phủ hợp kim chống ăn mòn cao. Với thiết kế thông minh này thì sẽ giúp cho bếp ga của chúng ta có thể là đốt cháy hoàn toàn 100% lượng ga, và cũng như là phần lửa của chúng ta sẽ tập trung tại đáy nồi giúp cho là thực phẩm của chúng ta chín nhanh hơn và có thể là giữ vững các dinh dưỡng mà chúng ta muốn gửi cho các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, và có một đặc điểm thông minh của bếp ga hồng ngoại Richman đó chính là cấu tạo hai vòng lửa, và ngay giờ thì Minh Trí sẽ cùng chứng minh cho tất cả quý vị cùng thấy nha. Và như vậy một lần nữa chúng ta thấy rằng là chỉ cần một thao tác bật nhẹ thôi đã có được ngọn lửa sẵn sàng cho quá trình nấu ăn. Thưa quý vị, và đối với những bếp ga thông thường thì chúng ta thấy rằng là có hai phần, một phần là bếp ga có ngọn lửa to và một phần có bếp ga là có ngọn lửa nhỏ. Như vậy là nếu như chúng ta muốn đang nóng mà muốn chuyển sang chế độ hầm hoặc là giúp cho thực phẩm của chúng ta chín đều hơn thì chúng ta phải chuyển sang ngọn lửa nhỏ. Như vậy chúng ta phải mất công là chuyển sang cái bếp nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay với bếp ga hồng ngoại Richman thì chúng ta có thể là dễ dàng chuyển từ vòng lửa to sang vòng lửa nhỏ, và quý vị cùng quan sát nha. Đây là vòng lửa to và Minh Trí sẽ chuyển sang vòng lửa nhỏ. Và như vậy đây là một đặc điểm ưu việt chỉ có ở bếp ga hồng ngoại Richman. Bếp ga hồng ngoại Richman không ngọn lửa dư thừa, không có mùi ga độc hại, không sợ làm đen nồi, không sợ gió làm tắt bếp, không sợ nước tràn làm tắt bếp. Trong chương trình 15 phút vàng, tất cả quý vị sẽ sở hữu ngay bếp ga hồng ngoại Richman thay đồ đốt với mức giá 1.590.000 đồng, giảm ngay 600.000 đồng, giá chỉ còn 990.000 đồng, quà tặng hấp dẫn tặng ngay một bộ dây Vanga. Kính thưa quý vị, và như Minh Trí và Hoàng Oanh đã giới thiệu lúc đầu thì đối với bếp ga hồng ngoại Richman thì có hai tính năng ưu việt, đó chính là tính siêu tiết kiệm ga và siêu tiết kiệm thời gian. Ngay giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sự so sánh nho nhỏ để thấy được tính năng ưu việt của bếp ga hồng ngoại Richman. Thưa quý vị, và trên tay của Minh Trí và Hoàng Oanh đó chính là những đầu đốt của các loại bếp ga hiện có trên thị trường, và phần gần nhất của Minh Trí đây chính là đầu đốt của bếp ga thông thường. Chúng ta quan sát thấy rằng là đối với bếp ga thông thường thì số lượng lỗ thoát ga rất là ít, và do vậy là trong quá trình nấu ăn thì chúng ta sẽ không tiêu thụ hết 100% lượng ga, và đây là nguy cơ sản sinh ra các chất khí độc hại và cũng như là khiến cho nồi của chúng ta bị đen. Nhưng chúng ta quan sát thấy rằng là phần bên dưới của đầu đốt đó chính là phần điếu của đầu đốt được sản xuất bằng chất liệu đó chính là tôn với những ghép nối không chắc chắn như thế này, thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì nguy cơ rò rỉ ga rất là cao. Chúng ta biết rằng là trong quá trình mà chúng ta nấu ăn lỡ như là ga có rò rỉ ra bên ngoài thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đặc biệt là những gia đình có các trẻ em nhỏ. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chính là đầu đốt của bếp ga hồng ngoại thông thường. Chúng ta thấy rằng là đối với bếp ga hồng ngoại thông thường thì bề mặt gốm ceramic có đường kính rất là nhỏ và chỉ có từ 3.000 cho đến 3.200 lỗ li ti, và phần bên dưới của ống điếu được sản xuất bằng chất liệu đó chính là gang đúc nguyên khối. Chúng ta biết rằng là đối với các sản phẩm bếp ga hồng ngoại thông thường trên thị trường đã rất tốt, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sự lựa chọn tốt hơn và hoàn hảo hơn, đó chính là bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Richman. Thưa quý vị, và đây là phần đầu đốt của bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Richman với phần đầu đốt của gốm ceramic có đường kính lên đến 12cm và số lượng lỗ li ti của chúng ta lên đến là 6.000 lỗ li ti. Như vậy một lần nữa thì chúng ta thấy rằng là với 6.000 lỗ li ti như thế này sẽ giúp cho là ga được tiêu thụ hết. Chúng ta biết rằng đối với bếp ga hồng ngoại thông thường thì bề mặt của gốm ceramic có dạng gợn sóng, nhưng đối với bếp ga hồng ngoại Richman thì bề mặt gốm ceramic hoàn toàn bằng phẳng, và điều này sẽ giúp chúng ta có hai đặc điểm ưu việt. Đầu tiên đó chính là làm tăng sự tiếp xúc giữa phần đáy nồi và ngọn lửa. Đặc điểm thứ hai sẽ giúp cho ngọn lửa đi theo hướng thẳng đứng 90 độ. Điều này sẽ giúp cho bếp ga hồng ngoại Richman tiết kiệm lên đến 37% lượng ga và 25% thời gian nấu ăn. Và ngay bây giờ thì Hoàng Anh sẽ chứng minh cho quý vị thấy là những tính năng ưu việt của bếp ga hồng ngoại Richman. Như Hoàng Anh đã chia sẻ ngay từ đầu thì bề mặt bếp được làm bằng kính cường lực, chịu được lực nặng lên tới 80kg và chịu được sự va đập rất là lớn. Trên tay Hoàng Oanh đang chính là chiếc kiềng bếp được làm bằng thép và chất liệu dày đặc như thế, và trong khi đó độ nặng cũng rất là lớn. Bây giờ Hoàng Oanh sẽ thả chiếc kiềng bếp từ trên cao xuống xem là mặt bếp của chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng gì không nhé quý vị. Và như vậy chúng ta thấy rằng là một lực rất là lớn đã tác động vào bên trong mặt bếp, và ngay giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Như Hoàng Oanh đã nói ngay từ đầu thì mặt bếp chịu được lực va đập rất là lớn, và bây giờ đã chứng minh được cho quý vị thấy đúng không nào? Mặt bếp của chúng ta vẫn sáng bóng, không hề có vết rạn nứt và kính cũng không hề bị vỡ thưa quý vị, rất tuyệt vời. Trên tay Hoàng Oanh đang là một chiếc búa chùi son như thế này,
thì những cái góc cạnh của nó sẽ rất là sắc và đôi khi sẽ làm trầy bề mặt bếp. Bây giờ thì Hoàng sẽ chứng minh cho quý vị thấy là bề mặt bếp vẫn sẽ rất là tốt và không hề có vấn đề gì hết. Bây giờ Hoàng Oanh đang dùng một lực khá là mạnh để có thể chà trên nền bếp như thế này. Nhưng mà như quý vị quan sát, không hề có vết trầy xước hoặc là mạch kiến cũng không hề bị ảnh hưởng gì hết thưa quý vị. Điều này chứng minh rằng quý vị có thể dễ dàng vệ sinh hoặc là có thể yên tâm rằng bếp của chúng ta sẽ không dễ dàng gì bị trầy xước đâu thưa quý vị. Thưa quý vị, đối với những sản phẩm là bếp ga thì chúng ta rất là e ngại, bởi vì là trong quá trình mà chúng ta nấu ăn, lỡ như là cháo và cũng như là nước nó có tràn ra bên ngoài đi chăng nữa thì nó sẽ làm tắt bếp. Nhưng với bếp ga Hồng Ngoại Richman thì sẽ như thế nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến một thí nghiệm nha. Đầu tiên thì Minh Trí sẽ cùng đến với thí nghiệm, đó chính là chế trực tiếp nước lên trên bề mặt của đầu đốt gốm ceramic và xem với lượng nước như thế thì có làm tắt bếp hay không, quý vị cùng quan sát. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng chế một lượng nước trực tiếp lên trên bề mặt của bếp và quý vị cùng quan sát nha. Thưa quý vị, và như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù Minh Trí đã đổ một lượng nước rất lớn lên trên bề mặt của gốm ceramic thì chúng ta thấy rằng là lửa luôn được tái tạo ở trên 6.000 lũ li ti. Như vậy thì một lần nữa chúng ta an tâm là khi chúng ta sử dụng bếp ga Hồng Ngoại Richman thì việc nước có tràn ra bên ngoài sẽ không làm tắt bếp của chúng ta thưa quý vị. Và tiếp theo thì Hoàng Oanh và Minh Trí sẽ chứng minh cho quý vị thấy là dù canh hay là dù súp có đổ lên trên mặt bếp đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì hết, bếp vẫn sẽ cháy tốt thưa quý vị. Và như quý vị đã thấy thì trên tay Hoàng Oanh đang là một chén cháo đặc như thế này. Và Hoàng Oanh sẽ thử là quét một lượng cháo lên chỗ đầu đốt của bếp thì sẽ như thế nào nha quý vị cùng quan sát cùng Hoàng Oanh nha. Và như vậy chúng ta đã cho một lượng cháo lên trên đầu đốt gốm ceramic và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bật lửa lên nào. Kính thưa quý vị, và như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù cháo đổ trực tiếp lên trên bề mặt của đầu đốt gốm ceramic của bếp ga Hồng Ngoại Richman, chúng ta thấy rằng là các nguồn lửa liên tục được tái tạo, và một lần nữa thì chúng ta thấy rằng là với đầu đốt gốm ceramic với 6.000 lỗ li ti thì lượng ga được tiêu thụ hoàn toàn, và cũng như là nếu như trong quá trình chúng ta nấu ăn thức ăn có trao trực tiếp lên trên ngọn lửa thì chúng ta an tâm là không sợ phải tắt bếp. Quý vị thân mến, điểm mấu chốt để có thể làm nên được điều đó đó chính là đầu đốt của bếp ga Richman thì nhiệt năng vuông góc 90 độ với nồi và tập trung ở đáy nồi. Chính vì điều này nên làm cho lượng nhiệt năng tỏa ra nhiều hơn và sẽ làm cho nồi nóng nhanh hơn, lượng thời gian sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và thêm vào đó thì với lượng lửa và lượng nhiệt năng tập trung như thế này thì sẽ không làm cho bị đen nồi quý vị ạ. Và tiếp theo như quý vị quan sát, đây là đầu đốt của bếp ga thông thường thì lượng nhiệt năng cũng như là lửa tỏa ra không có đều. Vì chính vì điều đó nên sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian để có thể nấu nướng. Thưa quý vị, có một điều mà phụ nữ Việt Nam luôn quan tâm, đó chính là trong quá trình nấu ăn thì rất là vất vả bởi vì rất là nóng phải không nào? Và các chị em phụ nữ thường hay mở tung cửa sổ ra hoặc là bật quạt. Nhưng mà đây là một hành động rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như có một luồng gió lớn thổi vào bên trong bề mặt của bếp ga thông thường thì sẽ làm tắt bếp. Điều này rất nguy hiểm bởi vì nếu như lượng ga không được đốt cháy mà sẽ bị loan tỏa ra bên ngoài thì rất là nguy hiểm cho đường hô hấp, đặc biệt là những gia đình có các trẻ em nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay đối với bếp ga Hồng Ngoại Richman thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Minh Trí sẽ cùng bật bếp ga Hồng Ngoại Richman lên để chúng ta cùng thực hiện demo. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy rằng là với công nghệ Magneto rất là nhạy, chúng ta có được ngọn lửa sẵn sàng cho quá trình nấu ăn. Và sau đó thì Minh Trí sẽ chuyển sang cây quạt ở chế độ quạt gió lớn nhất và chúng ta sẽ cùng để trực tiếp cây quạt vào bên trong đầu đốt của gốm ceramic. Và như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù có một lượng gió rất là lớn thổi trực tiếp vào bên trong đầu đốt gốm ceramic của bếp ga Hồng Ngoại Richman, chúng ta thấy rằng là mặc dù như vậy gió không làm tắt bếp và các ngọn lửa của chúng ta luôn được tái tạo và giữ cho quá trình nấu ăn của chúng ta được diễn ra liên tục. Bếp ga Hồng Ngoại Richman, nhiệt độ tập trung tại đáy nồi giúp nhanh sôi hơn, an toàn cho người sử dụng, thiết kế sang trọng và hiện đại, bảo hành 12 tháng, cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua tại EZShop. Trong chương trình 15 phút vàng, tất cả quý vị sẽ sở hữu ngay bếp ga Hồng Ngoại Richman thay đồ đốt với mức giá 1.590.000 đồng, giảm ngay 600.000 đồng, giá chỉ còn 990.000 đồng, quà tặng hấp dẫn tặng ngay một bộ dĩa bánh ga. Kính thưa quý vị, và như vậy trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu với tất cả quý vị một sự lựa chọn mới giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí trong gia đình, đó chính là bếp ga Hồng Ngoại đến từ thương hiệu Richman. Và quý vị thân mến, bếp ga Hồng Ngoại Richman là một sản phẩm vì người tiêu dùng, thương hiệu tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình 15 phút vàng, tất cả quý vị sẽ sở hữu bếp ga Hồng Ngoại Richman hai đầu đốt với mức giá 1.590.000 đồng. Quý vị sẽ được giảm ngay 600.000 đồng và giá chỉ còn 990.000 đồng. Ngoài ra tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo một bộ dây Vanga, thật tuyệt vời đúng không nào? Kính thưa quý vị, sản phẩm bếp ga Hồng Ngoại đến từ thương hiệu Richman có bảo hành lên đến 12 tháng và do vậy chúng ta sẽ cùng an tâm về chất lượng của sản phẩm. Chúng ta hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898.
hoặc quý vị có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn, biết thêm chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí vào tận nơi trên toàn quốc. Ngày hôm nay Minh Trí và Hoàng Oanh rất vui khi giới thiệu với tất cả quý vị một sản phẩm mới, và chúng tôi hy vọng rằng với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có được những bữa cơm thật thơm ngon trong gia đình. Và bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0839109898 để được giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.azshop.net.vn để xem thông tin chi tiết hoặc đặt hàng trực tuyến. Quý vị cũng có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.